Đi đường theo là gió cuốn em, đi tìm đến vai ai cùng em. Mang em đến dịu dàng em còn biết tiếng yêu không cần lấy ngay giờ này. Anh có điều gì lắm em nói nói rằng em phải chịu nắng gió của mắt ta. Tôi đang nghĩ sao em biết bây giờ này làm sao chắc thôi. Anh xin một điều buồn cho em biết anh mà ta. Chúng em là không ai xa lắm. Sẽ chẳng dùng sâu đắng như khẽ. Còn em biết yêu cho đâu. Mà nắng thương của em nghe mong. Với một con cùng tay em trong một chút. Em trong chút gì này ơn. Tình yêu tất biết ai cũng như ai. Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh của mình. Thì dạo gần đây mình vừa phát hiện được một con game của cổng game ở nước ngoài cực kỳ uy tín luôn. Thì con game này có tên là Gavin68. Thì em cùng tìm hiểu của mình con game này có những gì nhé. Thì đây phần sự kiện em có thể vào báo danh hàng ngày thì anh em có thể nhận được xu vàng nhé. Rồi anh em cũng có thể chia sẻ lên Facebook hoặc Zalo để anh em có thể nhận xu vàng miễn phí ấy. Thì đây là phần nhập code. Thì mình sẽ để link tải game và một nhóm Telegram để nhận code miễn phí. Anh em có thể vào đấy nhận code đánh và có thể rút về nếu mà anh em thấy uy tín nhé. Thì anh em nạp tiền và anh em chơi nhé. Rồi tiếp theo là đến phần sự kiện này. Thì tuần tới Gavin có sự kiện cực kỳ đặc biệt cho anh em vào lúc 23 giờ ngày 26 tháng 5 nhé. Thì anh em cùng tải về và cùng chào đón nhé. Rồi tiếp theo là đến phần là tiền, thì anh em cũng phải lo. Game có rất nhiều cổng nạp tiền uy tín luôn. Đấy, em có thể tham lựa chọn các cái nạp và cực kỳ nhanh gọn và tiện lợi nhé. Rồi tiếp theo là đến phần đổi thưởng. Thì đây sẽ có 3 phần để cho anh em liên kết tài khoản vào và có thể rút về nhé. Rồi thì mình cam đoan với anh em là rút cực kỳ nhanh luôn. Rồi thì game có vô vàn trò chơi cho anh em lựa chọn luôn. Rồi tiếp theo là đến phần cây vàng. Đấy, thì khi mà anh em đã chơi đủ cái mốc mà game đã đề ra thì anh em có thể nhận dìu về. Đấy, và nhận dìu về thì anh em có thể chặt cây. Thì tùy theo vào mức đồng bạc vàng thì anh em có thể chặt để lỗ. Đó thì cũng đã có rất nhiều anh em lỗ rồi nhá. Rồi thì con game cực kỳ uy tín thì link game mình sẽ để ở dưới phần bình luận của video nhá. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em. Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu. Thôi. Let's get it. Keep one more phone. Let's get it. G-I-L-L. Let's get it. What should that be? Get it. Đêm nay ai bay? Sao xin biết ai đã muốn được thả tim? Đêm nay ai bay? Sao xin biết bước vào tận cảm xin? Chơi game. Sao xin biết từ năm đầu như làm yêu. Dậy múa đi chứ. Bị cho em còn lại dạy cho anh nhá. Hold up. Mày không gái bạn ơi. Biển này đông cá là bạch ơi. Nhạc hành nguyên thăng bạch bao. Tự lên hold up. Bạch chơi. Anh đau bao nhiêu lâu em có thấy anh dừng đâu. Bên nhau khó lắm người ơi, xin đừng để em chơi vơi. Đôi ba người hát em muốn cười ngắm chỉ có nắng và trời xanh. Đêm khuya bên ngoài lạnh lao nhưng không lạnh một lòng anh. Không biết phải làm sao em thật sự không biết phải làm sao. Anh chẳng nói một câu thế thì giận em trong bao lâu. Ngày này mình hôn đi chứ đừng lặng im. Mỗi này mình hôn đi chứ đừng lặng im. Vì thương là thương mà ghét là ghét chứ sao anh ơi. Một câu em sẽ ở đó mà không phải lo. Em thương anh nhất trên đời, yêu anh nhất trên đời. Nhất trên đời, yêu anh nhất trên đời. I think that's why I got my baby. I need a doctor for my baby. Cause he's gone bad. Tôi đến ngày trước đây phải còn nằm dưới đây chơi luôn. Bữa ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cô gót cho anh nhé, là đẹp trên đường tango. Lãng mạn nhiều pháp, có tích với đủ vàng. Để tụi mình ngọt như là mango. Tiền là cà phê, cà tú và trang sức. Để trong này sạch sỡ như là sang hồ. Việc gì làm khó, tình em credit to. Một khi làm người đẹp, mình cứ mang vô. Yeah, cuộc sống này giống như Mất quyền kiểm soát, cho chuyện thật nhiều để cho rõ nhau. Chúng ta hoang dại như là cỏ lau, bỏ tiền bỏ bạc chứ không bỏ nhau. Anh sẽ nói cho em nghe những điều mà ấp ủ. Anh hy vọng lời ca này vỗ về em trong giấc ngủ. Anh cũng muốn em biết anh vẫn không phải là thiếu gia. Năm ngày em về trong đời anh nhất định sẽ chiếu hoa. Ui chị mày quá khôn. À thật thằng đi xem. Thằng này nó làm sao cứ nhăm nhe chị Mai của tao từ đấy rồi cho mày ạ, tao để ý rồi. Ôi máu phết lắm ấy. Yên tâm người đã ở lại đi. Tao đi với chị Mai thế tao đi ép cụ rồi. Bên Nguyên luôn. Bắt đầu ghê. Ôi hay quá chị Mai ơi, quá tí tục biến đẹp quá chị ơi. Chị mẹ dư ca tuổi gì nhờn. Bánh lái tiếp nha, đừng cho con Nhi vào.